Hà Sa thân ái kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Công nghệ và đời sống. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay đó thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một thông tin, một sản phẩm đặc biệt dành cho những quý vị nào có chứng hội chứng mà hay quên hay để lạc mất đồ. Và sản phẩm đó là gì thì ngay giờ Hà Sa sẽ chưa bật mí, nhưng mà sau này chút xíu nữa đó thì chúng tôi sẽ bật mí sau. Tuy nhiên trong suốt cái show ngày hôm nay đó, nếu quý vị có những câu hỏi hay là thắc mắc nào có liên quan đến sản phẩm của chúng tôi, hoặc là quý vị cũng không cần phải liên quan đến chương trình ngày hôm nay, thì quý vị cũng vui lòng gửi những câu hỏi của mình vào chương trình và qua địa chỉ email là công nghệ@viettv.com và số phone để quý vị có thể nhắn tin vào là 469-383-8184. Và ngay bây giờ thì Hà Sa không để quý vị chờ lâu nữa, mời quý vị đến với chương trình của chúng tôi. Đó là đầu tiên đó thì Hà Sa xin được phép gửi lời chào đến kỹ sư Minh Tú, người sẽ giới thiệu cho quý vị sản phẩm ngày hôm nay là gì ạ. Dạ, vâng. Hà Sa xin chào anh ạ. Minh Tú xin chào Hà Sa cũng như chào đến quý khán thính giả của đài Việt TV. Dạ vâng, như Hà Sa cũng bật mí là sản phẩm này dành cho những quý vị nào hay quên hay là để lạc đồ đó trong thời buổi hiện nay, thì có lẽ là chúng ta sẽ không những tập trung vào những quý vị lớn tuổi, tại vì thời buổi bây giờ Hà Sa thấy những cái người trẻ tuổi như Hà Sa trở lại cũng hay quên đồ lắm. Vậy thì sản phẩm mà anh Minh Tú muốn chia sẻ cho quý vị ngày hôm nay là gì ạ? Vâng, thật sự Minh Tú cũng thuộc loại những người hay quên, trong hội hay quên của quý vị. Thành ra đây là một những cái sản phẩm mà Minh Tú rất là thích khi mà được biết qua. Trước màn hình quý vị thì quý vị sẽ thấy một số những cái sản phẩm rất là nhỏ gọn. Và đây là một trong những cái sản phẩm mà Minh Tú đang nói, nó gọi là sticker. Dạ, vâng. Và cái công ty nó gọi là Tile. Dạ, Tile. Stickers. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà giúp cho chúng ta có thể tìm kiếm được những cái đồ đạc ở trong nhà. Thoát nghĩ thì quý vị chắc thế nào cũng quên một số đồ, ví dụ như bóp nè, rồi những cái đồ ở trong nhà của chúng ta, thí dụ như remote control, ngay cả chìa khóa nữa, ngoài ra nhiều khi Minh Tú dễ quên những cái chìa khóa vân vân. Thành ra đây là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể dán lên tất cả những cái đồ đạc đó. Và sau đó chúng ta có thể bấm cái điện thoại của mình, chỉ cần bấm một cái nút file thôi thì nó sẽ kêu lên. Thành ra đây là một cái sản phẩm mà Minh Tú có thử dùng qua rồi, rất là thích. Quý vị thấy ở laptop Minh Tú có một cái sticker đây nè. Thì chút nữa Minh Tú sẽ bấm để cho nó kêu, để quý vị có thể biết rằng đây là một trong những cái sản phẩm mà mình có thể tìm những cái đồ đạc của mình. Dạ, có nghĩa là sản phẩm này là có tên gọi là Tile, và nó có chức năng là giúp quý vị có thể tìm kiếm được những vật dụng quý vị hay bị lạc trong gia đình. Và rất là đơn giản, quý vị chỉ cần gắn những cái thiết bị này vào những cái sản phẩm đó. Hà Sa nghĩ là cái điện thoại là cái điều mà mình hay quên đó. Đúng vậy đó, Hà Sa. Và nhiều khi mà mình lỡ mình tắt ở trong cái phần gọi là mình tắt luôn cái tiếng đó. Dạ vâng. Thì nó mình gọi nhau cũng không được không luôn, có phải nghe, không? Dạ, phải đúng trừ rồi mình tìm Find My iPhone hoặc là một số những cái app khác. Nhưng mà đây là một trong những cái sản phẩm mà quý vị có thể sử dụng. Bỏ trên remote control của mình, ngay cả các em nhỏ cũng vậy nữa. Nhiều khi các em có những cái đồ chơi, có iPad, mình muốn tìm kiếm ngay. Dạ, thì vâng ạ. Mình dán những cái này lên trên những cái đồ đó thì chỉ cần một cái nút bấm nhỏ ở trên cái điện thoại của mình thôi, mình có thể tìm. Hoặc là ngược lại, thí dụ như Minh Tú có thể bấm cái nút này, Minh Tú tìm cái điện thoại của Minh Tú ngay cái trên, quý vị thấy không ạ? Thành ra Minh Tú chỉ cần bấm nhẹ hai nút thôi thì cái điện thoại của Minh Tú sẽ ring lên liền và Minh Tú sẽ tìm thấy ngay. Dạ, vâng. Hoặc là ngược lại, Minh Tú bấm cái nút này ở trên cái máy của Minh Tú đó, thì quý vị đã nghe cái tiếng kêu từ cái vật đó ra. Dạ vâng. Dạ vâng. Thì như anh Minh Tú vừa chia sẻ quý vị đó, thì cái đây cái Tile này là thuộc dạng là sticker. Là mình gắn thì nó cũng có những cái độ lồi lõm ở trên những cái vật dụng. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn dùng xài cho cái bóp tiền đi. Vâng. Hay là trong những cái chìa khóa nữa, thì thật sao thấy cái này, cái sticker này không có thể dùng được cho cái bóp tiền, tại vì nó quá dày. Đúng và vậy. Nếu mà chìa khóa thì nó cũng không có cái vật dụng để mà mình móc vào đó. Dạ, vâng. Vậy thì không biết là mình có những cái sản phẩm nào để phù hợp với những cái đó mà. Dạ, thì quý vị có thấy trước mặt đây là một cái sản phẩm mà nó cũng là cùng một cái hiệu Tile, nhưng mà nó làm để chúng ta có thể bỏ cái chìa khóa của mình vô đó quý vị. Nó có một cái lỗ đây nè. Đó. Rồi đây là một cái khác thì nó bự hơn. Với cái này đó thì quý vị có thể bỏ trong bóp của mình hoặc là ở trong giỏ túi sách của mình. Dạ vâng. Và cái loại này đó thì nó âm thanh nó tiếng nó cũng khá lớn đó. Đó mà sao? Và nó rất là tiếng lớn, mặc dù nó mỏng như là credit card vậy đó quý vị, nhưng mà
chúng ta có thể dùng cái này bỏ trong bóp của mình luôn. Dạ vâng, vậy là nó có nhiều cái form, cái dạng form khác nhau. Đúng vậy. Vừa loại sticker để mà gắn vào những cái vật dụng như là remote control hay là những cái laptop, và cái loại nhỏ như là nó mỏng, platform mỏng để bỏ trong cái credit card hay là những cái phone quý vị có thể bỏ trong cái case của mình đó, và có loại để có thể là móc vào cái chìa khóa. Dạ vâng. Dạ vâng, vậy thì đó là những cái tính năng chính của Tile, đó là giúp chúng ta có thể tìm kiếm những cái vật dụng bị mất. Vậy thì anh Minh Tú có thể chia sẻ là cái khoảng cách bao xa để mà cái Tile này nó có thể hoạt động được ạ? Có một cái giới hạn nào không ạ? Nó có giới hạn đó ngoài xa. Thí dụ như cái mà Pro, nó gọi là Pro đó, Tile Pro, thì nó sẽ up to 400 feet nha. Còn những cái mà Minh Tú đang có, nó bán một cái bộ như vậy đó, thì cái loại mà sticker, cái loại nhỏ này nè quý vị, là khoảng chừng 150 cho đến 200 feet, đúng không hay sao? Dạ vâng. Vâng, và cái loại cái dùng cho bóp cũng vậy nữa, nó cũng là khoảng 150 cho đến 200 feet luôn. Nói chung đó là khoảng dưới 200 feet là an toàn để mình có thể tìm được cái đồ vật của mình. Dạ vâng. Dạ vâng, và họ sẽ không biết là cái cơ chế hoạt động của những cái sản phẩm này là như thế nào. Mình phải chặt pin hay là mình phải thay pin hay sao? Đúng rồi, rất câu hỏi rất là hay. Cái sản phẩm này đó thì ở trong đây nó có hai dòng sản phẩm. Một cái loại đó là quý vị có thể thay pin được, cái mà bỏ chìa khóa đó quý vị. Và cái chúng ta vẫn có thể mở ra và thay pin rất là dễ. Và cái này nó hoạt động khoảng chừng 1 năm, bởi vì cái loại pin này thì nó có thể mau hết pin hơn. Tuy nhiên cái loại nhỏ mà Minh Tú vừa mới giới thiệu cho quý vị đó, là cái loại này đó thì có thể pin có thể xài trong vòng 3 năm nha ngoài sao. Dạ vâng. Rất là nhiều, có thể 3 năm. Rồi khi mà mình thay đổi pin thì mình không có dùng cái này lại được, mình chỉ đổi lại cho cái hãng nói bớt mình 50% cho một cái khác nữa. Đó, thì nói chung pin từ 1 năm cho đến 3 năm là cái thời gian mà nó có thể hoạt động tốt. Dạ vâng, vậy thì không biết đối với cái dạng mà flat form đó, cái giống mà mình để trong cái wallet của mình đó, dạ, vâng. Dạ thì không biết nó cái pin của nó là như thế nào, tại vì sao thấy không có chỗ để. Đúng pin. Rồi, nhưng mà nó design tất cả những cái pin nó chạy đều trong đây đó. Dạ vâng. Và cái này đó thì Minh Tú nó biết đó là 3 năm. 3 năm luôn. Dạ, 3 vâng. năm ạ, tuổi thọ là 3 năm. Đúng rồi, thì cũng not bad. Dạ vâng, thì khi mà tìm hiểu về sản phẩm này đó, thì Hà Sa có nhớ là sản phẩm này có một cái chức năng nữa, đó là có thể định vị được và có thể nhắc cho quý vị được là khi chúng ta quên cái đồ vật đó ở một nơi nào đó, phải đúng không ạ? Đúng rồi. Nếu mà chúng ta sử dụng cái free không á, thì chúng ta chỉ có thể gọi hoặc là tìm được cái nơi nào thôi. Nhưng mà nó có thêm một cái option nữa là mình có thể đóng nguyên một năm chỉ có 36 đô. Thành ra tính ra một tháng là khoảng trên dưới 2-3 đồng ha. Dạ đúng rồi. Ha. Thì mình có thể thêm một cái option đó là lỡ mà mình đi ra khỏi cái khu vực đó mà mình quên, thí dụ đi, quý vị quên cái chìa khóa hoặc là quên cái điện thoại hoặc là một cái gì đó rất là cần thiết để trong nhà, và mình bước ra mình đi một cái khoảng thời gì đó, mình định vị cho nó biết là khoảng, nếu mà đi ra khoảng chừng 25 hay là 50 mét hay là 100 feet. Dạ vâng. Ví dụ gì đi thì nó sẽ ring cái điện thoại của mình liền, mình nói mình đã để quên nó ở phía sau, mình trở lại mình lấy. Dạ vâng. Thì đó là một cái option mà tôi thấy nó rất hay. Cái option khác thứ hai nữa đó là quý vị vẫn có thể thấy trên màn hình nó có định vị được cái địa điểm nào, thí dụ như hiện giờ mình tôi đang để cái chìa khóa ở ngay cái khu cái studio đây ha quý vị ha, thì quý vị sẽ thấy nó nằm ở đâu luôn ở trên cái bản đồ của mình. Đó. Rồi và mình có thể biết của nó, và nó có cho mình biết luôn cái history luôn đó. Hoài Sa, cái nghĩa là cái chìa khóa này trong những cái thời gian vừa rồi nó đang nằm ở khu nào. Nó có báo cho mình biết luôn cái địa chỉ cũng như cái khu đường hoặc là cái thành phố, những cái nơi mà mình đến đó. Thì đó là cái cách mà mình có thể setup trong cái map để mà mình track được những cái sản phẩm của mình, những cái vật dụng mình cần thiết. Thì Hà Sa sẽ đưa ra một cái ví dụ nhỏ, như là nếu quý vị để một trong những cái dụng cụ này trong cái vác bạc của con em mình đi, trong cái ba lô đi học đó. Rồi. Thì nhiều lúc con em để quên ở trường học, thì quý vị khi mà về nhà đó, quý vị cũng có thể lên đó và tìm thử là cái vác bạc đó của con em mình đang ở đâu, thì rất là dễ dàng để mà chúng ta có thể quay lại và lấy cái vác bạc đó. Dạ vâng, và trong những cái chức năng khác của cái Tile này đó, thì Hà Sa thấy có cái gọi là Community File. Thì anh Minh Tú có thể chia sẻ một chút xíu về Community File đó mà. Giống như là rồi. Một cái cộng đồng về những người mà dùng Tile này đúng rồi. Cái nghĩa là chúng ta có một cái cộng đồng, nó giống như tất cả những cái người cùng xài chung một cái sản phẩm vậy đó quý vị. Đây là một cái công nghệ mà đa số rất là nhiều những cái công ty lớn họ đang sử dụng để cùng nhau tìm kiếm một cái sản phẩm hoặc là một cái vật gì đó. Cái Tile này đó
nó giúp cho chúng ta, thí dụ nha, lỡ quý vị để quên cái chìa khóa hoặc là cái đồng hồ hoặc là cái gì đó mà chúng ta có dán cái tile này lên đó, thì nó sẽ, mình đã đi quá cái distance mà nó cho phép, thí dụ như 200 feet mình đã đi quá rồi, thì những cái ứng dụng đó, nếu mà người nào có cùng xài cái sticker này, nó sẽ báo cho cái phone gần nhất và từ cái phone đó báo cho những cái phone kế bên. Dạ, như là một cái hệ thống, những cái lưới vậy. Một cái lưới đó, gọi là ngoài cái... sao? Vâng, thì sau đó đó thì chúng ta sẽ biết rằng nó nằm ở trên đâu nhờ những cái community đó đó ngoài sao. Dạ vâng, vậy thì cộng đồng dùng Tile thì giúp nhau để mà tìm dễ dàng hơn đó. Đúng rồi. Dạ vâng, thì đó là những cái chức năng cơ bản nhất của Tile, và còn một chức năng nữa hồi sao cũng thấy rất là tốt từ cái sản phẩm này, đó là waterproof, có nghĩa là chống thấm nước phải không ạ? Đúng vậy. Cho nên quý vị cũng có thể mang nó và bỏ vào những cái sản phẩm mà quý vị đi bơi hay là đi đâu để luôn bên mình đó, thì quý vị cũng không sợ trời mưa thì cũng không sợ là cái những cái thiết bị này nó bị ướt đó thưa quý vị. Dạ vâng, và đó là những cái chức năng cơ bản của sản phẩm có được gọi là Tile, và giúp cho quý vị có thể tìm những cái vật dụng của mình rất là nhanh chóng và chính xác, tiện lợi. Thì sau một vài phần tin thương mại được gửi đi, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục gửi đến cho quý vị những thông tin về cái cách cài đặt cũng như là quý vị có thể mua ở đâu cũng như là giá cả như thế nào, và mong quý vị đừng rời khỏi màn ảnh của Viettv.